với bạn bè, người thân của mình để chúng ta sẵn sàng cùng nhau cho một buổi tối vui vẻ nhé. Ah!
khí buổi tối ngày hôm nay được trở nên ấm cúng hơn. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc đến từ một tình nguyện viên. Và tôi bật mí là ca khúc này thì đã được do chính anh sáng tác. Và các bạn hãy cùng nghe xem và bình luận xem ca khúc này do ca sĩ nào nhé. Các bạn thân mến, các bạn có đoán được là giọng ca vừa rồi là của ca sĩ nào không ạ?
nhanh tay comment để nhận được phần quà vô cùng giá trị đến từ chúng ca sĩ nào. Để xem. Các bạn thân mến, ngay bây giờ các bạn sẽ được gặp gỡ ca sĩ và cũng là chủ nhân người đã sáng tác nên bài ca khúc ấy. Xin mời Văn Tuấn. Chào mọi người, xin chào tất cả các bạn. Văn Tuấn này, bạn đã mất bao lâu để sáng tác nên ca khúc ấy? Chúng mình thì đã thai nghén ý tưởng để sáng tác bài hát này thì rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì mình mất một buổi sáng để có thể viết lên lời của bài hát này. Khá là nhanh, một buổi sáng bạn có thể sáng tác một ca khúc chúng tôi thì nghĩ như vậy. Vậy với ca khúc của mình thì bạn tâm đắc nhất là câu nói nào, câu hát nào? Mỗi lời trong bài hát thì đều là những cái sự gửi gắm rất là lớn đối với không chỉ cá nhân mình mà tất cả những bạn tình nguyện viên đến với những người hiến máu. Và câu mà có lẽ là mình tâm đắc nhất ở trong bài hát đó là câu tìm người yêu thì hãy qua sân hồng sẽ gặp. Vâng, đấy chính là lời nhắn nhủ của mình với tất cả mọi người. Vậy trước khi rời khỏi thì bạn có muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến tất cả vị khán giả theo dõi và cũng như là các tình nguyện viên không ạ? Có lẽ là mình sẽ gửi tới tất cả các bạn đang theo dõi livestream một câu hỏi đố vui. Nếu mà các bạn biết đáp án, các bạn hãy nhanh chóng comment lên khung chat để bộ phận tập hợp chúng tôi để tìm được bạn nào là người trả lời nhanh và chính xác nhất thì sẽ nhận được một món quà từ chính tay tôi gửi đến các bạn. Câu hỏi của tôi như sau: trong bài hát vừa rồi, trong bài hát mà các bạn vừa được nghe thì có bao nhiêu từ người yêu xuất hiện? Trong bài hát vừa rồi của Văn Tuấn có bao nhiêu từ người yêu xuất hiện? Hãy nhanh tay comment câu trả lời của mình để nhận được phần quà vô cùng đặc biệt đến từ Văn Tuấn nhé. Xin chào Văn Tuấn. Chào. Chúc các bạn và anh hai vui vẻ với người yêu của mình. Các bạn thân mến, chúng ta được biết là tình trạng khan hiếm máu thì luôn xảy ra và đặc biệt là trước dịp Tết, trong dịp Tết và hiện nay thì chủng virus nCoV cũng đang đem đến đã làm cho tình trạng khan hiếm máu trở nên nghiêm trọng hơn. Và để hiểu rõ hơn về thông tin này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona cũng khiến nhiều chương trình hiến máu tình nguyện để khắc phục tình trạng thiếu máu sau Tết bị hoãn. Việc làm này làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu nguồn cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị. Hiện thì lượng máu dự trữ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chỉ còn gần 5.800 đơn vị. Số này thì chỉ đủ dùng trong khoảng 2 ngày cho các bệnh viện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chưa kể là các địa phương khác. 2 tuần qua, mỗi ngày viện chỉ tiếp nhận chưa được 500 đơn vị máu, chủ yếu huy động từ người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Trong đó chủ yếu là nhóm B và AB, nhóm O và nhóm A thì đang thiếu trầm trọng. Lượng này thậm chí không đủ cấp cứu, chứ chưa nói đến điều trị. Trong lúc đang khan hiếm máu như hiện nay, thay mặt hội
viên vận động hiến máu Hà Nội cũng như là các bệnh nhân. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn tình nguyện viên trên khắp cả nước trong suốt thời gian qua đã hết mình với công tác tuyên truyền vận động và công tác thiện nguyện để đem đến những đơn vị máu quý giá cho người bệnh. Xin chào quý vị, thật tự hào cho tôi được thay mặt cho phần truyền hôm nay sẽ đồng hành cùng quý vị ngay sau đây. Và tôi là Xuân Giác của Chuyển động cùng Xuân Hồng năm 2020. Năm 2020, lễ hội Xuân Hồng sẽ được tổ chức lần thứ 13 và trải qua 12 mùa tổ chức. Hiện nay thì tổng số lượng đơn vị máu lễ hội Xuân Hồng đã được tiếp nhận về đã trên con số 75.000 đơn vị máu. Và ngay sau đây, năm nay sẽ có điều gì đặc biệt với tình hình thực tế hiện tại? Xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt lên trên màn hình. Thưa quý vị, thì lễ hội Xuân Hồng năm nay sẽ được tổ chức như tôi vừa thông tin đã bước sang năm thứ 13 rồi với 3 mục tiêu cụ thể ngay sau đây. Mục tiêu đầu tiên đó là tiếp nhận về tối thiểu 5.000 đơn vị máu cung cấp cho điều trị. Mục tiêu thứ hai, khuyến khích cho toàn thể người dân tại Việt Nam hiến máu đầu xuân để mang lại sự may mắn, mang lại hạnh phúc cho mình. Mục thứ ba đó là với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hay với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội chúng ta đó chính là một cơ hội để tập duyệt tiếp nhận về những đơn vị máu lớn trong khoảng thời gian nhiều ngày tại nhiều địa điểm khác nhau. Vâng, kính thưa quý vị, cùng đồng hành với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội trong lễ hội Xuân Hồng năm 2020 đó là Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội. Hai đơn vị sẽ hỗ trợ cho chúng ta về mặt chuyên môn, về mặt tuyên truyền vận động trong những tháng ngày sắp tới, những đợt cao điểm trong 2 tuần sắp tới. Kính thưa quý vị, trên màn hình hiện nay ở đây chính là bản đồ các điểm hiến máu hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng năm 2020. Ở trên đây có 4 địa điểm và điểm trung tâm trọng tâm nhất của chúng ta đối với lễ hội Xuân Hồng năm nay đó chính là tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Kính thưa quý vị, điểm hiến máu số 1 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nằm ở vị trí trung tâm sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2. Sẽ kéo dài trong xuyên suốt 14 ngày và cùng với điểm hiến máu số 1 chúng ta sẽ có 3 điểm hiến máu nữa. Điểm hiến máu số 2, số 3 và số 4 tôi sẽ đưa đến ngay bây giờ. Điểm hiến máu số 2 tại khu vực quận Hoàn Kiếm, đây chính là điểm cố định quận Hoàn Kiếm ở tại số 26 Lê Ngọc Quyến cũng diễn ra từ ngày 9 tháng 2 cho đến ngày 22 tháng 2 như trên. Điểm hiến máu số 3, điểm hiến máu cố định quận Thanh Xuân nằm ở tại số 132 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội cũng kéo dài từ ngày 9 tháng 2 cho đến hết ngày 22 tháng 2 sẽ thuận tiện cho những anh chị, cho những người hiến máu ở tại khu vực quận Thanh Xuân. Điểm hiến máu số 4. Thưa quý vị, điểm hiến máu số 4 chính là điểm cố định quận Đống Đa nằm trên quận Đống Đa tại ngõ 122 Đường Láng cũng sẽ kéo dài từ ngày 9 tháng 2 cho đến hết ngày 22 tháng 2 sẽ thuận tiện cho những người hiến máu tại khu vực quận Đống Đa đến đây để hiến phân máu. Các bạn song hành cùng với cả 4 địa điểm hiến máu vừa rồi sẽ kéo dài xuyên suốt trong 14 ngày sẽ có thêm 3 địa điểm hiến máu nữa để thuận tiện cho những anh chị, những người hiến máu tại những khu vực những quận huyện khác sẽ được hiến máu cách thuận tiện nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quận Hai Bà Trưng, khu vực Hoàng Mai có điểm hiến máu tại nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 19 tháng 2 và ngày 20 tháng 2. Điểm hiến máu số 6. Chúng ta sẽ cùng đến với trục đường Thanh Xuân Nguyễn Trãi Hà Đông kéo dài. Chúng ta sẽ có điểm hiến máu tại nhà văn hóa Mốc Nao, địa chỉ tại 106 Trần Phú Hà Đông Hà Nội. Điểm hiến máu sẽ kéo dài từ ngày 17 cho đến hết ngày 20 tháng 2. Sẽ rất thuận tiện cho những người hiến máu tại khu vực quận Hà Đông. Điểm hiến máu số 7. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quận Bắc Từ Liêm. Vâng, ở trên đối với khu vực quận Bắc Từ Liêm này chúng ta sẽ có điểm hiến máu tại bệnh viện đa khoa Phương Đông, địa chỉ tại số 9 phố Viên, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Rất thuận tiện cho những anh chị và người hiến máu thuộc khu vực quận Từ Liêm sẽ đến đây để lấy máu. Như vậy, trên đây sẽ là tổng thể với 7 điểm hiến máu
sẽ kéo dài trong vòng 14 ngày sắp tới của chúng ta, bắt đầu từ ngày 9 tháng 2. Và trên đây quý vị sẽ nhìn thấy đây là tổng thể số lượng 14 ngày. Và trong 14 ngày này chúng ta sẽ có tổng cộng là 55 điểm hiến máu khác nhau trên toàn thành phố Hà Nội sẽ phù hợp nhất trong dịp này. Và chúng ta như mục đích lúc đầu tôi đã đưa đến với quý vị, chúng ta sẽ cố gắng để tiếp nhận về tối thiểu là 5.000 đơn vị máu. Kính thưa quý vị, cùng song hành với cả các hoạt động về hiến máu tình nguyện sẽ có những hoạt động khác để cho những người hiến máu, các bạn tình nguyện viên của chúng ta sẽ cùng tham gia, cùng trải nghiệm. Và năm nay thì có những hoạt động như thế nào? Sau đây tôi sẽ liệt kê một số. Kính thưa quý vị, chúng ta có hoạt động ghép đôi hiến máu, chúng ta có hoạt động chào mừng ngày 14 tháng 2, quà tặng đặc biệt đến cho những người hiến máu có sinh nhật trong khoảng thời gian ngày này, có quay số nhận thưởng dành cho tất cả mọi người tham gia hiến máu, có quà tặng dành cho những người hiến máu đặc biệt số 1, số 10, số 100 và nhiều số đặc biệt nữa. Có chụp ảnh cùng những chú mắt cốt phòng lĩnh, hỗ trợ tôi là tình nguyện, khu vực check-in hiến máu chào mừng dịp xuất hồng, khu vực cây điều ước để mọi người có thỏa sức ghi trình lại cho mình những lưu bút đối với lễ hội xuân hồng và nhiều sự kiện khác của vị nữa. Thì thưa quý vị, với các hoạt động của lễ hội xuân hồng của chúng ta sẽ diễn ra ngay sau đây từ ngày 9 tháng 2. Và thời gian cao điểm của chúng ta thì ngay chính thức từ giây phút này khi mở hoạt động đã được phát đi thì với những viên chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất, chúng ta hãy hăng hái vận động hiến máu từ gián tiếp qua bạn bè, qua người thân. Chúng ta trực tiếp vận động thì những bạn bè, những người trực tiếp đối với quan hệ với chúng ta ngày 1+1. Thứ hai, đó chúng ta tích cực truyền thông qua mạng xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau thay avatar, thay cover ngay bây giờ, vì những avatar hay cover của chúng ta đã được đưa lên rồi, mọi người hãy cùng thay luôn. Hãy share, like, comment các bài truyền thông về lễ hội xuân hồng. Hãy tự viết cho mình những content, hãy tự viết cho mình những bài truyền thông để kêu gọi hiến máu. Và cuối cùng, chúng ta hãy cùng tham gia tổ chức trong 14 ngày lễ hội xuân hồng của chúng ta, tiếp diễn ngay từ ngày mai. Và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay thì tôi cũng mang đến đây một câu hỏi, và ngay sau khi một câu hỏi của tôi được đưa ra ngay bây giờ thì những bạn ba bạn có comment nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được một trong số những phần quà ngay chương trình đã chuẩn bị đây rồi. Và câu hỏi của tôi đó là: bạn hãy cho biết ba địa điểm đã tổ chức lễ hội xuân hồng. Ngay bây giờ các bạn có thể comment luôn ạ, và chúng tôi sẽ nhận ba người có comment nhanh và chính xác nhất. Xin mời các bạn. Và các bạn cũng đừng quên đưa thêm hashtag của chúng ta, đó là hiến máu và xuân hồng 2020. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau phòng chống dịch bệnh nCoV. Quý vị đừng quên thường xuyên chúng ta rửa tay đúng cách theo khuyến cáo, và cũng đừng quên chúng ta hãy mang khẩu trang khi tham gia các hoạt động xã hội. Và quý vị các bạn thân mến, phòng chống nCoV đừng quên đi hiến máu cứu người, một cái kiểu cao đẹp. Kính thưa quý vị, và sau đây thì xin thay mặt các chương trình hội, sau đây thì tôi sẽ trở lại với MC Đường Ngạn. Các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại, chúng ta có 4 điểm hiến máu cố định. Điểm thứ nhất, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Điểm thứ hai, tại số 10 ngõ 122 đường Láng. Và điểm số 3 là 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm. Điểm thứ 4, số 132 Văn Nhân, quận Thanh Xuân. Các bạn thân mến, trong 4 điểm cố định của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 11 và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Và chúng ta có thêm mở rộng thêm các điểm hiến máu để tiện cho người tham gia hiến máu sẽ di chuyển gần nhất. Điểm thứ nhất, nhà văn hóa Mộ Lao, Hà Đông. Điểm thứ hai, nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng. Và điểm thứ ba, đó là bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Tất cả các điểm hiến máu để phục vụ cho quý vị máy là chuẩn máu có thể thuận tiện nhất. Và thứ năm, quý vị và các bạn, chúng ta đủ điều kiện, chúng ta có thể tham gia hiến máu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cán bộ chủ chốt, đó chính là các chi hội trưởng của Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội, để xem họ quyết tâm như thế nào nhé. Xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu, mình là trưởng phó ban chuyên nhân vận động hiến máu một tháng 12. Và để có tinh thần quyết tâm cũng như là ủng hộ cho hội xuân hồng 2020 thì chi hội một tháng 12 thì quyết tâm vận động và tuyên truyền giới thiệu 600 đơn vị máu lễ hội xuân hồng.
Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi thì xuất hiện hiện tại đang là chủ tịch chi hội 2633. Sau đây xin tôi xin đặt ra điều quyết tâm cho sân khấu sắp tới. Tôi Nguyễn Xuân Hiển, chi hội trưởng chi hội 2633 quyết tâm cùng cán bộ hội viên tình nguyện viên của chi hội 2633 quyết tâm tổ chức chương trình lễ hội sân khấu 2020 đạt 400 đơn vị cho lễ hội sân khấu 2020 quyết tâm. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi đã có mặt tại tầng 12 với đại trưởng máu trung ương với chỉ tiêu 400 đơn vị máu. Tôi đại diện cho toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của chi hội thanh niên vận động hiến máu mùng 5 tháng 12 quyết tâm tuyên truyền vận động hiến máu tối thiểu 400 đơn vị máu. Toàn thể năm 12 quyết tâm, toàn thể năm 12 chiến đấu, toàn thể năm 12 quyết tâm thành công, thành công. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Tâm Hiếu, là chi hội trưởng chi hội 1883. Hôm nay tôi đến đây với tình giọt máu TV. Như các bạn đã biết đấy, dịch bệnh Corona đang diễn ra rất phức tạp, cho nên là giọt máu của chi hội 1883 cũng hưởng ứng theo kêu gọi Bộ Y tế, đây là đeo khẩu trang. Và điều đặc biệt ở đây là gì ạ? Đấy là khi chúng ta mở khẩu trang này ra thì chi hội 1883 quyết tâm 400 đơn vị. Và tôi xin thay mặt cho toàn thể cán bộ hội viên, tình nguyện viên của chi hội 1883 quyết tâm tuyên truyền vận động hiến máu. Các bạn và tôi cùng với chi hội 1883, chúng ta sẽ làm được và Xuân Hồng năm nay sẽ không phải là Xuân Hồng thiếu máu. Quyết tâm thành công. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì tôi giới thiệu, tôi là Tuấn, tôi đến từ chi hội thanh niên vận động hiến máu 1988. Thì ngày hôm nay tôi thay mặt cho đại diện cho tất cả anh em chi hội 1988 quyết tâm đạt được một con số. Ở đây thì tôi không dễ đoán các chi hội trưởng khác. Tôi có vừa đây có một câu hỏi dành cho tất cả bạn. Đấy, bạn làm comment nhanh nhất, trả đúng nhất thì tôi xin phép được tặng cho bạn một đôi giày. Và các bạn hãy nhanh chóng comment vào đây nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Tôi Nguyễn Xuân Giác xin đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chi hội thanh niên vận động hiến máu 2722 quyết tâm vận động tối thiểu 400 đơn vị máu cho lễ hội Xuân Hồng 2020. Luôn luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đi đến bất kỳ nơi đâu khi tổ quốc cần. Quyết tâm. Hello chị và các bạn, tôi Lê Thị Chỉ, chi hội trưởng chi hội thanh niên vận động hiến máu 15 tháng 10 xin quyết tâm cùng với tập thể anh em cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chi hội vận động tối thiểu 1.200 đơn vị máu cho Xuân Hồng 2020. Vì một Tết không thiếu máu, ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có 15 tháng 10. Các bạn thân mến, xin giới thiệu mình là Nguyễn Anh Quân, chi hội trưởng chi hội thanh niên vận động hiến máu mùng 6 riêng. Xin quyết tâm cùng toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của chi hội mùng 6 riêng tuyên truyền vận động tối thiểu 100 đơn vị máu, đẩy lùi antivirus and covid. Và ở đây có một hashtag ngoài Xuân Hồng 2020 là hashtag NTG2020. Đây là một tiểu Xuân Hồng và các bạn hãy nhanh chóng like, share, comment lại. Đây là tên chương trình gì của chương 6 riêng. Phút 6 phút 1, máu là chiến, chiến là thắng. Ô dê. Xin chào tất cả các bạn, hãy cùng like và subscribe kênh bản thân của thanh niên vận động máu Hà Nội nhé. Tôi, Cao Quang Huy, vinh dự là chi hội trưởng chi hội thanh niên vận động hiến máu mùng 8 tháng 5. Xin quan tâm cùng tập thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của chi hội thực hiện tuyên truyền được vận động tối thiểu 150 đơn vị máu để cho Xuân Hồng thành công. Xuân Hồng năm nay gặp nhiều thách thức mới, nhưng chúng ta sẽ làm nên một Xuân Hồng đáng nhớ nhất trên này. Quan tâm. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết tôi là ai? Vâng, xin chào các bạn. Tôi là một con người chưa chịu được vận động máu trên tầng 1. Các bạn tìm được tên cho 2001 hãy cùng nhau cho cháu comment 241 trên chung chat để về nhà tôi sẽ tặng lì xì cho các bạn nha. Còn các bạn có chiều khác, các bạn không comment 241 thì tôi cũng tặng lì xì cho các bạn luôn. Và tại Xuân Hồng 2020 cho 2001 kết tâm mang về 500 đơn vị máu. Kết tâm, kết tâm, kết tâm. Xin chào các bạn, tôi giới thiệu tôi là Phạm Cường, chi hội trưởng chi hội thanh niên vận động hiến máu 46. Hôm nay thay mặt cho tập thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chi hội thanh niên vận động hiến máu 46, tôi xin quyết tâm tuyên truyền vận động máu tối thiểu 400 đơn vị máu cho lễ hội Xuân Hồng 2020. Quyết tâm. Cảm ơn.
Tôi, Hàn Anh Tuyến, trưởng 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 thanh niên vận động hiến máu mùng 7 tháng 4. Ngày hôm nay chúng tôi đây thay mặt cho toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của trường mùng 7 tháng 4 quyết tâm đem đến tối thiểu 400 đơn vị máu thành công cho chương trình Xuân Hồng 2020. Quyết tâm. Và tôi qua cái ứng dụng theo dõi thì tôi cũng thấy là hiện nay bây giờ có tầm khoảng hơn gần 600 các bạn và anh chị em đang theo dõi. Có rất nhiều cái khác, và ngay từ khi trong Tết và ngay sau Tết Nguyên Đán chúng ta lên thì từ cái dịch COVID rất nhiều bạn đã hỏi là chúng ta có tổ chức lễ hội Xuân Hồng hay không. Chúng ta vẫn tổ chức các hoạt động hiến máu để hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng, và năm nay chúng ta sẽ khác với những điểm như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tổ chức đây là năm nhiều ngày nhất, nhiều điểm hiến máu nhất mà tổ chức hiến máu của Liêu Xuân Hồng. Chúng ta tổ chức như anh Xuân Giáp cũng có vừa chia sẻ các bạn là chúng ta sẽ tổ chức tại 7 điểm và 55 ngày hiến máu, và với mục tiêu thì chúng ta sẽ cố gắng là tiếp nhận được 5.000 đơn vị máu. Thế và một cái điều thứ hai là khi tất cả chúng ta thì tham gia đi tổ chức hiến máu thì cũng là hướng dẫn cho mọi người về cách rửa tay theo những quy trình và đeo khẩu trang theo những hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra thì tại các điểm hiến máu thì chúng tôi cũng sẽ bố trí thêm những cái hoạt động phụ trợ với những anh giáp có thể chia sẻ các bạn. Còn một trong cái điều khó nhưng mà tôi tin rằng với cái tinh thần nhiệt huyết của tất cả các bạn trẻ và đặc biệt của tất cả cộng đồng chung tay giúp đỡ những người bệnh, thì chúng ta sẽ cố gắng để có mặt tại Hà Nội sớm nhất và tham gia hiến máu. Và hiến máu tại một lễ hội Xuân Hồng thì là một điều rất là đặc biệt. Và giống như anh Giác vừa có câu hỏi dành cho tất cả các bạn, đó là lễ hội Xuân Hồng đã từng được tổ chức tại những điểm Việt Nam. Tôi xin trả lời câu hỏi này luôn, nên nếu bạn nào mà chưa comment hãy comment ngay. Chúng ta tổ chức lễ hội Xuân Hồng lần đầu tiên năm 2008 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, và sau nhiều năm chúng ta tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì chúng ta chuyển sang tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia cũng ở Mỹ Đình. Thế là sau một thời gian chúng ta tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia thì năm 2018 thì chúng ta bắt đầu đưa cái điểm hiến máu lễ hội Xuân Hồng về tổ chức tại Viện Huyết học Trung ương, và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tổ chức trong nhiều ngày, và năm nay sẽ là năm kỷ lục chúng ta tổ chức có nhiều điểm nhất và nhiều ngày nhất trong quá trình mà chúng ta tổ chức hiến máu. Và tôi cũng sẽ có một cái câu hỏi dành cho các bạn, theo các bạn năm nào là năm mà chúng ta tiếp nhận được nhiều đơn vị máu nhất khi tổ chức lễ hội Xuân Hồng? Tôi xin nhắc lại, năm nào chúng ta tiếp nhận được nhiều đơn vị máu nhất của lễ hội Xuân Hồng? Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn ơi, hãy cùng con nghe câu trả lời của mình để nhận được những phần quà vô cùng đặc biệt đến từ Chủ tịch Hội cũng như Vận động Hiến máu Hà Nội nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với hai chị hội trưởng để xem họ quyết tâm như thế nào. Phòng chống nCoV, đừng quên đi hiến máu, hiến giọt máu nào, trao đời sự sống. Được ạ, có quyết tâm. Rồi các bạn ơi! Ơi! Hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng 2020! Phòng chống nCoV, đừng quên đi hiến máu, hiến giọt máu nào, trao đời sự sống. Việt Nam! Các bạn đừng quên like và share tất cả hoạt động phát động ra quân trong các đợt
xin chào anh em nhá. Hiến giọt máu đào trao đời sự sống nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.